Hello, hey. Đi tìm đồ chơi tiếp nha các bạn ơi. Bữa nay xem là có những món đồ gì nào. Wow, vẫn là những chiếc xe MC này, Lightning McQueen and Fumo và Matter, rất là ngộ nghĩnh luôn. Wow. Ấy chà, này mình vào con gì này, để xem nào. Một con lợn này các bạn này. Rất là cute luôn nha. Ok, à xem nào. Ở đây có cái công tắc on off. Wow. Vui không các bạn ơi? Nó còn ùn ỉn, ọt. Rất là buồn cười. Đi tìm tiếp xem nào. Wow. Một con này là một con ngựa vằn này các bạn này. Một con ngựa vằn nhá. Một con này nữa là một con sư tử này, lion. Wow. And đây là một con voi. Các bạn biết con voi không? Elephant. Wow. Wow các bạn này. Bên này mình phát hiện ra một cái hộp đồ chơi tàu hỏa nữa này. Wow. Một cái mô hình classic chan, mô hình tàu hỏa cổ điển này. Đó, ở trên hình là có đèn này, có không khói này. Mình xem nhá. Wow. Có thật luôn này các bạn này. Bên trong này à. Lát nữa mình sẽ mở hộp nhá. Wow. À, đi tìm tiếp xem nào. Wow, đây này các bạn ơi. Ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe này. Ở đây là những viên pin này. À, mình sẽ lắp cái tay điều khiển này nhá. Đây, pin này mình sẽ lắp vào tay điều khiển này. Chắc là chiếc xe điều khiển đấy các bạn ạ. Đó. Ở đây có một cái này, lắp pin nhá. Mình sẽ đậy nắp lại này. Đó. Chạy thử xem nào. Sáng đèn nhá các bạn. Xe chưa chạy. Wow, đây các bạn này. Còn một cái công tắc nữa mình phải mở lên này. Đó, ở trên xe. Nào, chạy xem nào. Wow, rất là mạnh mẽ luôn kìa các bạn kìa. Ấy. Wow, có đèn này các bạn này. Ấy. Các bạn thấy đèn không? Đấy, đèn sáng ấy. Wow, rất là xịn sò nhá. Lôi này. Xa. Lên đây. Wow. Được rồi, mình sẽ cho vào giỏ nha. Wow. Wow, bên trong này mình phát hiện ra những chiếc xe nữa này. Hey, một chiếc xe đầu khủng long nha các bạn, rất là đẹp luôn. Những cái chi tiết người ta làm rất là sắc sảo này. Đó, đây là một chiếc xe chở gỗ nha các bạn. Đấy, đây là những cây gỗ này. Wow. Ở đây mình có một chiếc xe ô tô cảnh sát này các bạn này. Đó, đây là đèn báo này. Đó, một chiếc xe siêu xe cảnh sát luôn. Polica. And wow, có một con chó này các bạn này. Có một con dog, gâu ấy. Đấy, rất là ngộ nghĩnh luôn. Ồ, chưa có pin các bạn ạ. Được rồi, mình sẽ lát nữa mình sẽ lắp pin chạy thử nhá. Rồi, cho vào chỗ luôn. Wow. Và đây là poly. Đấy, poly chưa này. Đấy, hai chiếc xe. Đó, rất là xịn nhá. Rồi, mình sẽ đi tìm tiếp nhá các bạn ơi. Wow, ở bãi cát này mình còn phát hiện những chiếc xe này các bạn này. Đây là một chiếc xe máy xúc này các bạn này. Có cái gầu xúc màu đen này rất là bự luôn các bạn thấy không? Xúc cát này. Wow, các bạn thấy mạnh mẽ chưa? Đấy. Wow. Ở đây mình thấy có những cái con mắt này các bạn này. Đấy, đây này, có những mắt này. Wow. Thì ra là những chiếc xe mình sẽ giúp bạn đi giải cứu nha. Đào lên xem nào. Wow, một chiếc xe màu vàng này. Đây nữa này. Một chiếc xe màu tím này. Đây. Wow, một chiếc xe rất là bự luôn này các bạn ơi. Wow, để mình xem nào. Wow, một chiếc xe ô tô cứu hộ ở trên cao này. Wow, có cả một đường ống này để phun nước ra này các bạn này. Đấy, cái này có thể thu gạo lại rất là ngắn nhá. Đấy, rút dài ra này. Wow, rất là xịn sò luôn. Có thể phun được nước đấy các bạn nhá, mình sẽ phun nước này. Chiu. Đấy, các bạn thấy phun nước chưa? Wow. Rất là xa luôn. Các bạn xem này.
chiu chiu. Ui, một chiếc xe ô tô cứu hỏa trên cao rất là xịn sò nha các bạn. Được rồi, mình sẽ bỏ vào giỏ nha. Wow, quá là nhiều đồ chơi luôn. Và đây có một chiếc xe Curran. Lightning McQueen ấy. Holy. Và cũng là một chiếc xe cứu hộ nữa này các bạn này. Đó, có cái giá này các bạn. Rất là xịn xò luôn. Về mình sẽ mở cái hộp đồ chơi tàu hỏa này ra nhá. Rất là to luôn. Wow. Có một mô hình tàu hỏa, có một toa đầu tàu và toa tàu sau này. Một cái cây này các bạn này. Đây, các bạn xem này. Đó, mình sẽ lắp đường dây trước nhá. Đây, mình sẽ ghép nối như này này. Đó, mình sẽ cắm vào. Đó, khi mà nó nối được như này là mình đã hoàn thành này. Rồi, mình sẽ nối một lần nữa nha. Đây, chúng ta sẽ cài nó vào này. Rất là dễ luôn các bạn ạ. Đó, hơn 1 mét luôn nha các bạn nhá. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cái đầu tàu ra này. Đó, đây là cái đầu tàu nha các bạn. Rất là sắc sảo luôn này, màu đỏ này. Đó, có những chi tiết màu vàng rất là nổi luôn. Ừ. Đó, ở đây mình có một cái rắc này các bạn. Đây. Lát nữa thì bây giờ mình sẽ gần cái toa này nhá. Toa này nó bên ngoài thì là chở than nhưng bên trong là sẽ có pin các bạn ạ. Đó, bây giờ thì mình chỉ việc là ghép nối cái toa này vào nữa các bạn nhá. Đó, đây có một cái rắc, mình sẽ cắm vào. Đó, và móc cái toa này lên này các bạn. Đấy, móc nối rồi. Rồi mình sẽ để lên đường dây nhá. Nhìn rất là ngầu luôn các bạn ơi. Được rồi. Các bạn ơi, đoàn tàu khởi hành nhá. Let's go. Wow. Âm thanh rất là sống động luôn các bạn này. Wow. Đây mình sẽ dựng cái cây ở đây nha các bạn. Đấy, rất là chân thật luôn. À, các bạn xem này. Đây là bạn chó này các bạn này. Đấy, một con chó rất là xinh nhá. Bây giờ mình sẽ lắp pin vào để xem nha các bạn nhá. Đây. Mình sẽ sử dụng 3 viên pin các bạn ạ. Đây nữa này. Viên thứ 3 rồi. Rồi sau đó mình sẽ đậy nắp lại nha các bạn. Đó, để cho cát thổi vào. Rồi các bạn ơi, mình sẽ mở bạn chó lên chạy thử nha. Lại đây. Lại đây nào. Rất là dễ thương luôn các bạn này. À, cái mũi nháy nháy nữa cơ. Wow. Rồi, được rồi, mình sẽ tắt bạn đi đã nha. Các bạn này, bữa nay mình kiếm được xe điều khiển này, máy xúc, tàu hỏa các bạn ạ. Và một chiếc xe cứu hộ phun nước này. Rất là nhiều xe đồ chơi luôn nữa các bạn ạ. Đấy. Các bạn hãy nhớ là đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tìm đồ chơi của mình nữa nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.